Chào anh em iFan, như vậy thì Apple đã chính thức phát hành cái phiên bản Public Beta của hệ điều hành iOS 17. Tức là nó vẫn là bản beta thôi, tuy nhiên thì cộng đồng chúng ta đã có thể sử dụng được rồi. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ những cái tính năng mình thấy ấn tượng nhất ở trên phiên bản iOS 17 Beta, cũng như là cách nâng cấp lên cái phiên bản miễn phí này nhá. Ở trên trình duyệt Safari của iPhone, chúng ta sẽ vào trang web beta.apple.com và sử dụng chính cái Apple ID của mình để tham gia miễn phí vào chương trình thử nghiệm của Apple. Tức là chúng ta sẽ sử dụng những cái bản thử nghiệm của iOS 17 từ bây giờ trở về sau. Sau khi đã đăng ký và làm theo các bước như hướng dẫn thì chúng ta đã có thể vào cái phần cập nhật phần mềm của máy để kiểm tra, và khi đó chúng ta sẽ thấy cái bản Public Beta của iOS 17. Rồi, hãy bắt đầu với màn hình khóa đi. Chúng ta đã biết rằng Always On Display đã có từ trên iPhone 14 Pro, tuy nhiên ở cái bản iOS 17 Beta thì mình thấy nó không có gì mới cả. Tuy nhiên mình thấy một cái chế độ rất hay, đó là Standby Mode, tức là chế độ màn hình chờ đấy. Khi đấy, khi mà chúng ta bật lên thì nếu mà chúng ta cắm sạc iPhone hoặc là để lên một cái đế sạc và máy nằm ngang thì cái màn hình iPhone nó sẽ biến thành một cái màn hình chờ, nơi đó nó sẽ hiển thị lịch, hiển thị hình ảnh, hiển thị thông tin, hiển thị giờ. Với mình thì mình thấy nó rất là hay trong hai cái trường hợp mình sử dụng. Đầu tiên đó là khi mà mình ngồi làm việc thì mình có thể để cái iPhone trên đế sạc, và khi đó cái iPhone đồng thời là cái đồng hồ để mình có thể xem giờ, xem lịch và xem thông báo. Còn khi về nhà ban đêm đi ngủ thì bây giờ mình đang có một cái màn hình ở đầu giường để mình xem giờ. Bây giờ mình có thể bỏ cái màn hình đó đi rồi, tại vì iPhone bây giờ nó đóng vai trò là một cái màn hình để mình có thể xem giờ luôn trong quá trình mình ngủ và nó vẫn sạc được. Tiếp theo thì mình sẽ nói đến một cái tính năng gọi là chạm để chia sẻ. Mình tạm gọi tên vậy đi, Apple không gọi như vậy, nhưng mà nó là tổng hợp của tất cả những cái tính năng mà Apple đã ra mắt từ cái phiên bản iOS 17. Đầu tiên đó là AirDrop. Thì các bạn đã biết rồi đấy, AirDrop là một cách gì đó quá là hay để chúng ta có thể chia sẻ những nội dung giữa hai người dùng iPhone với nhau, đúng không? Nhưng mà ở trên phiên bản iOS 17 này thì cái đó nó còn dễ dàng hơn nữa cơ. Tức là bây giờ chúng ta chỉ cần chọn một cái file cần gửi, để hai cái iPhone lại cạnh nhau là cả hai nó sẽ tự nhận ra nhau và nó tự chuyển. Chúng ta không phải làm gì hết, chúng ta không phải tìm iPhone gì hết. Rất là hay đúng không? Đây là một cái mình thấy là Apple tiếp tục họ quan tâm đến những cái trải nghiệm người dùng chúng ta. Tức là họ muốn chúng ta sử dụng những cái máy của họ làm sao đơn giản nhất và thuận tiện nhất có thể. Không chỉ có thể để gần hai iPhone để tự động chia sẻ AirDrop với nhau, mà bây giờ với những file lớn, ví dụ những file video hàng ghi, hàng chục ghi chẳng hạn, chúng ta vẫn có thể chia sẻ qua AirDrop mà sau đó chúng ta có thể đi ra xa mà không sợ cái quá trình này nó bị gián đoạn. Bởi vì AirDrop ở trên iOS 17 bây giờ nó có thêm một tính năng, đó là chia sẻ của iCloud. Tức là miễn là chúng ta hai người có tài khoản iCloud thì bây giờ chúng ta đã có thể chia sẻ những cái file rất là lớn, sau đó chúng ta có thể đi ra xa thì iCloud nó sẽ lo phần còn lại. Thêm một cái tính năng nữa trong cái phần chạm để chia sẻ này, đó là Name Drop. Thì Name Drop là một cách mà Apple cũng nghĩ ra để giúp chúng ta thuận tiện hơn trong việc chia sẻ thông tin với nhau. Ví dụ như mình và một người khác đang dùng iPhone nha, muốn chia sẻ thông tin về danh bạ, về lịch, về ngày sinh, về email gì đó với nhau đi, thì tất cả những gì mình cần làm bây giờ chỉ là mang hai cái iPhone chạm vào nhau để cái thông tin nó được chia sẻ với nhau. Đó là chạm để chia sẻ. Còn với điện thoại thì sao? Ở trong ứng dụng gọi điện thì chúng ta cũng sẽ có một số điểm mới, đó là tạo poster cho danh bạ của bạn bè hoặc của chính chúng ta. Thì cái việc tạo poster này nó sẽ giúp cho chúng ta cá nhân hóa những cái thông tin của chúng ta và của bạn bè được nhiều hơn. Bây giờ mình có thể sử dụng hình ảnh, emoji hay là màu sắc để tạo thành những cái poster rất là đẹp và sống động cho cái danh bạ của mình hoặc là của bạn bè, để khi mà có cuộc gọi đến thì những cái thông tin đó, những cái hình ảnh đó nó hiển thị ở trên iPhone rất là đẹp mắt và sống động, chứ không chỉ đơn thuần là chữ và một cái biểu tượng nhỏ nhỏ như bây giờ đâu. Khi mà chụp ảnh ở trên iPhone, chúng ta đã có thể sử dụng cái thước dõi, tức là để chúng ta chụp từ trên xuống. Thì khi mà chúng ta chụp như vậy, nó sẽ tự động nó có một cái dấu cộng ra để chúng ta chỉ việc căn hai dấu cộng vào nhau, tức là cái iPhone nó đang ở phương song song so với mặt phẳng chúng ta chụp. Đó là một cái rất là hay. Tuy nhiên ở trên iOS 17 thì Apple bổ sung thêm một cái thước nữa, đó là thước cân bằng. Cái thước cân bằng nó rất là hay nha. Khi chúng ta chụp chiều ngang, chụp phong cảnh hay chụp vật thể chẳng hạn, thì chúng ta có thể sử dụng cái thước đó để chúng ta căn làm sao cho cái vật thể nó thăng bằng nhất, nó đang ở phương ngang. Với cái thước cân bằng này, chúng ta sẽ không phải chỉnh hậu kỳ nhiều nữa. Trước đây thì mình thường phải chỉnh hậu kỳ, mình crop xong đó là mình chỉnh thăng bằng cho những hình ảnh đó, nhưng bây giờ thì không phải làm. Liên quan đến crop hình thì bây giờ chúng ta cũng có một cách rất là dễ để crop, tức là chúng ta khi mà chúng ta dùng, hay là chúng ta zoom cái hình ảnh nó ra, thì một cái chữ crop nó sẽ xuất hiện ở góc trên bên phải của cái iPhone. Để chúng ta bấm vào đó là chúng ta có thể crop nhanh cái hình mà chúng ta không phải vào chỉnh sửa. Liên quan đến việc chỉnh hình ấy, thì mình thấy rằng cái giao diện chỉnh sửa hình ảnh ở trong ứng dụng photo của Apple bây giờ thì họ đã thay đổi một chút. Tức là trước đây chúng ta có cái nút hủy và nút hoàn thành là để bên dưới, còn bây giờ thì hai nút này đã được chuyển lên bên trên. Thì mình thấy đây là một cái khá là bất tiện với mình, bởi vì bây giờ mình sẽ phải dùng ngón tay hoặc thậm chí là mình phải dùng hai tay để mình đưa lên trên, mình bấm vào nút hoàn thành. Về sức khỏe thì iOS 17 có một tính năng, đó là khoảng cách tầm nhìn. Tức là bây giờ nếu mà chúng ta bật cái này lên ở trong cái phần screen time, phần thời gian sử dụng, cái iPhone nó sử dụng những cái cảm biến True Depth ở phía trước để nó biết rằng chúng ta đang sử dụng iPhone, chúng ta đang đặt iPhone ở gần mắt quá, thì nó sẽ cảnh báo và nó sẽ không cho chúng ta sử dụng iPhone nữa. Thì đây là một phần trong cái nỗ lực bảo vệ mắt cho trẻ nhỏ của Apple. Dĩ nhiên là người lớn chúng ta cũng có thể sử dụng được. Mình đã sử dụng nó trong vài tuần nay thì mình thấy nó khá là ổn. Khi mà sử dụng nó thì mình biết được rằng mình đang để iPhone quá gần mắt và nó hại mắt cho mình. Rồi, đó là điểm qua những cái tính năng mà mình thấy là hay nhất và hữu ích nhất đối với mình khi mà mình sử dụng từ phiên bản iOS 17 Developer Beta cho đến cái Public Beta này.
Nếu muốn thì anh em có thể nâng cấp cái iPhone đang sử dụng lên cái phiên bản iOS 17 Public Beta để sử dụng những tính năng đó ngay từ bây giờ. Còn không thì có thể đợi đến tháng 9 hay tháng 10 này, khi mà Apple ra mắt cái bản chính thức thì chúng ta có thể nâng cấp lên. Đó là cái video chia sẻ của mình về những tính năng hay ở trên iOS 17 Public Beta. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo mình chia sẻ về iPhone, về iPad, về MacBook nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.